Chanh dây, nguy hiểm chết người khi bạn còn ăn theo cách này. Chanh dây rất được ưa thích, không chỉ vì hương vị thơm ngon mà còn bởi những lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhưng bạn cũng cần biết rằng, nếu dùng chanh dây sai cách, sẽ dẫn đến chết người. Xuất hiện ở nước ta vào khoảng đầu thế kỷ 20, có nguồn gốc từ Brazil. Chanh dây là một loại trái cây vừa có công dụng giải khát cực tốt, vừa chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các loại axit amin như arginine, glycine, leucine, prolin, tyrosine, threonine, valine và chất béo, chất xơ, protein, canxi, phosphor, sắt, carotin, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Đặc biệt, chanh dây hay còn có tên gọi khác là chanh leo, dùng rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, nữ giới thường bị đau bụng kinh và phụ nữ mang thai giai đoạn đầu. Đồng thời, như đã biết, chanh dây là nguồn cung cấp vitamin C và vitamin A vô cùng dồi dào với các công dụng như chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự tăng trưởng của các tế bào ung thư, ngăn ngừa nhiễm trùng, chữa thiếu máu, cải thiện thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch, duy trì khả năng của hệ thống miễn dịch, điều trị các vấn đề tiêu hóa và những bệnh liên quan đến dạ dày, đẩy lùi căn bệnh táo bón, giảm các triệu chứng viêm xương khớp, giúp từ giãn và làm giảm bệnh mất ngủ, thúc đẩy sự phát triển của thai nhi trong giai đoạn đầu thai kỳ. Ngoài ra, tinh dầu chiết xuất từ hạt chanh dây còn có tác dụng làm đẹp hiệu quả, giúp làn da sáng hơn, không còn bóng nhờn, cân bằng độ ẩm, trị mụn và chống viêm da. Để chanh dây không gây ra tác dụng phụ nào, liều dùng an toàn cho sức khỏe của bạn là 1-2 quả chanh dây mỗi ngày và pha chế thành 1-2 ly. Xin nhắc bạn một số tác hại nghiêm trọng khi dùng chanh dây quá nhiều. Uống nước chanh dây quá nhiều và liên tục sẽ khiến bạn mệt mỏi, chóng mặt hay thậm chí là ngất xỉu. Nuốt một số lượng lớn hạt chanh dây cùng lúc và thường xuyên sẽ khiến hệ tiêu hóa của bạn không xử trí kịp. Về lý thuyết, sẽ dẫn đến bệnh viêm ruột thừa, hoặc viêm túi thừa, ruột già, và nếu không phát hiện kịp thời thì cực kỳ nguy hiểm. Dùng chanh dây khi đang sử dụng thức an thần hoặc thuốc kháng sinh có chứa chất histamin E sẽ làm tăng mức độ buồn ngủ, rất nguy hiểm nếu bạn đang phải di chuyển trên đường. Nếu để chanh dây tương tác với thuốc chống đông có trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu, dễ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Đối với cơ địa nhạy cảm, chanh dây có thể gây ra những hiện tượng dị ứng trên da như nổi mề đay, phù mạch máu, khó thở và lên cơn hen suyễn. Tuyệt đối không để người bị loét dạ dày dùng chanh dây, vì loại trái cây này chứa nhiều axit hữu cơ và khiến nguy cơ xuất hiện sỏi thận tăng lên. Không nên để phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú uống chanh dây với số lượng nhiều để tránh các trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra. Chắc chắn, bạn phải đến gặp bác sĩ ngay nếu thấy cơ thể có một trong các triệu chứng trên sau khi dùng chanh dây. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6 gram protein, 12,4 gram lipid, 82 mg canxi, 212 mg phosphor, 600 mg cholesterol, 182 calo năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C,
Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích chí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da, bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lành, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây trì tệ. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng. Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được. Ăn bao nhiêu cho đủ. Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, từng ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Nguy hại chết người, không ngờ từ mướp đắng bạn phải biết. Mướp đắng tuy là món ăn được nhiều người ưa chuộng, nhưng nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây nên những nguy hại khôn lường cho sức khỏe. Từ lâu trong lịch sử, mướp đắng đã được sử dụng như một loại thực phẩm trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Mướp đắng được tìm thấy ở nhiều vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Tuy nhiên, mướp đắng chống chỉ định nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú. Hạt mướp đắng có thể gây ra độc tính đối với trẻ em. Mướp đắng chống thụ thai. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một protein trong cây mướp đắng có hoạt tính chống sinh sản ở chuột đực. Uống cao quả mướp đắng 1,7g trên ngày làm tinh hoàn chó đực bị thương tổn và giảm khả năng sinh tinh trùng.
Ở chuột cái, tác dụng chống khả năng thụ thai thượng nghịch. Chuột và thỏ có thai bị xuất huyết tử cung khi uống nước bớp đắng. Thiếu máu tàn huyết. Đây cũng là một trong những ảnh hưởng tiêu cực mà bớp đắng có thể gây ra. Những triệu chứng thường gặp của bệnh này bao gồm hôn mê, đau bụng, đau đầu và sốt. Bệnh thiếu máu tàn huyết là kết quả của việc thiếu hụt máu do các enzyme không hoạt động được như bình thường. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều bớp đắng, lượng độc tố trong loại rau này sẽ có tác dụng đến chức năng của các enzyme, gây hại cho sức khỏe. Tăng men gan. Bớp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng bớp đắng. Các chất trong bớp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Hạt bớp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Ngay cả khi bớp đắng trồng ở những vùng thổ nhưỡng khác nhau, thì thành phần trong quả cũng có tỷ lệ và sự có mặt của các vi chất khác nhau. Do đó, nếu cây trồng trên vùng đất có nhiễm kim loại nặng, rất có thể trồng quả bớp đắng trồng loại vùng này bị nhiễm kim loại nặng mà gây độc cho cơ thể khi chúng ta ăn nó. Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ. Không chỉ gây khó tiêu, phần ruột và hạt bên trong trái bớp đắng còn chứa nhiều thành phần độc tố gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Chính vì vậy, bạn không nên cho trẻ em ăn những món chế biến từ khổ qua. Nếu muốn thay đổi khẩu vị cho bữa cơm thường ngày, cần trụng, chần, khổ qua nước sôi trước khi chế biến, nấu nướng. Người không nên ăn bớp đắng. Người bị bệnh về gan và thận cần tránh ăn bớp đắng vì chúng rất khó tiêu hóa, có thể gây đầy hơi. Những người bị thiếu men G6PD, loại men có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa của tế bào hồng cầu, nên tránh xa loại rau có vị đắng này. Bớp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng bớp đắng. Các chất trong bớp đắng có khả năng thay đổi hình dạng tế bào gan. Hạt bớp đắng chứa một chất tên vicin là một độc tố có khả năng gây ngộ độc tầm đầu. Một hội chứng cấp tính gồm nhức đầu, đau thắt bụng và hôn mê. Người mắc bệnh tiêu hóa. Việc ăn bớp đắng hàng ngày rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tiêu chảy và các vấn đề về dạ dày. Bớp đắng có thể độc hại cho tế bào gan ở thú vật. Enzyme gan tăng cao sau khi dùng bớp đắng. Các chất trong bớp đắng có khả năng thay đổi hình dáng tế bào gan. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái nguy hiểm không ngờ của nước dừa. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Nước dừa là loại nước uống tự nhiên, có tác dụng giải nhiệt vào mùa hè rất tốt. Đây là loại nước được sử dụng làm đồ uống phổ biến ở các nước nhiệt đới. Trong nước dừa chứa nhiều vitamin, khoáng chất như kali, canxi, chlorine có tác dụng bồi dưỡng cơ thể. Theo Đông y, nước dừa có tính hàn, tác dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Không chỉ làm nước giải khát, nước dừa còn được sử dụng để điều trị bệnh trong một số trường hợp. Ví dụ như nước dừa có thể dùng để làm dịch truyền tại một số nước không có sẵn nước muối y khoa. Thông thường, nước dừa có thể dùng để làm nước điện giải trong trường hợp bị mất nước. Tuy nước dừa rất bổ dưỡng, nhưng nếu lạm dụng sẽ đem lại tác hại cho cơ thể. Những trường hợp lạm dụng nước dừa đem lại kết quả xấu được các nhà khoa học thống kê như sau. 1. Uống khi đi nắng về, dễ ngã bệnh. Nước dừa dù là thứ nước dùng để giải khát, giải nhiệt, nhưng kinh nghiệm dân gian từ xưa đã đúc kết đây không phải là loại nước có thể dùng để uống khi đi nắng về. Trong dân gian có câu, đi xa ngoài nắng, về nhà đứng uống nước dừa sẽ trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, ham hấp sốt, thậm chí sốt cao. Nếu vừa thi đấu thể thao hoặc làm những công việc nặng nhọc, mất sức, nếu vội vã uống nước dừa sẽ làm cho chân tay bủn rủ, giảm sức dẻo dai và vặn xạ nhanh nhẹt. Nếu muốn giải khát bằng nước dừa, cần phải tuân thủ một nguyên tắc là ngồi nghỉ ngơi cho cơ thể hồi phục năng lượng, uống nước dừa từng chút một và không uống quá nhiều. 3. Gây hại sức khỏe nếu uống quá nhiều. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu,
Giám đốc Trung tâm Điện dẫn điều khiển liệu pháp và xoa bóp Việt Nam. Nước dừa rất có hại cho sức khỏe nếu uống nhiều, với lượng 3 đến 4 trái trên một ngày. Đặc biệt, với những người bị suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, thể hàng 2 lần, thì tác hại này càng rõ rệt. Chiếu theo đông y, nước dừa thuộc âm, có tính giải nhiệt, làm mát. Nếu uống với lượng nhiều nhất định, sẽ làm giảm huyết áp, mềm yếu căn cơ. Vì thế, nếu lạm dụng quá nhiều nước dừa hàng ngày, sẽ làm sức khỏe suy yếu đi, huyết áp tụt xuống thấp, vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt, với những người có sẵn bệnh huyết áp thấp, cảm lạnh, thấp khớp, bệnh trĩ thì không nên dùng vì có thể đem lại những tác hại khôn lường. 3. Những người không nên uống nước dừa. Vì những hạn chế trên của nước dừa mà những đối tượng sau đây cần hạn chế uống nước dừa, một số trường hợp cần kiêng hẳn nước dừa. Những người được bác sĩ đông y chẩn đoán là có thể tại giặc âm. Những người này thường cơ thể hơi yếu, da xanh tái, bắp thịt mềm nhão, chân tay hay lệnh, ăn uống khó tiêu, chậm tiêu, dễ bị tiêu chảy, phần mềm. Những người bị bệnh trĩ, huyết áp thấp, thấp khớp, mệt tim do lạnh là những bệnh thuộc thể hàn, nên kiêng nước dừa vì nước dừa cũng thuộc âm, tính hàn. Phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Thông thường, phụ nữ có thai 3 tháng đầu thích uống nước dừa để con trắng trẻo. Nhưng thực tế, nước dừa chứa nhiều chất béo nên khó tiêu hóa, sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng ốm nghén của phụ nữ có thai 3 tháng đầu. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giáo sư khẳng định sự thật về việc uống nước đun sôi để nguội gây ung thư. Mới đây, thông tin về nước đun sôi để nguội có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người do nhiễm các vi sinh vật đã khiến nhiều gia đình lo lắng. Chuyên gia về thực phẩm lý giải về điều này như thế nào? Nước đun sôi có thể thiêu. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, thông tin nước đun sôi để 2 tiếng sẽ bị nhiễm độc là không có chứng cứ và khiến người dân mất niềm tin vào các thông tin sai lệch đó. Theo Phó Giáo sư Thịnh, nước đun sôi có thể được nấu từ nước tự nhiên, nước ao hồ, sông suối và nước máy đã được khử bằng calamin. Khi nấu nước, cũng như các thực phẩm khác, để nguội ra ngoài môi trường đều bị các vi khuẩn xâm nhập và gây ôi thiêu. Khi nấu nước, các vi sinh vật trong nước, trứng dùng chết đi, bị phân hủy thành chất hữu cơ và trở thành thức ăn cho vi sinh vật xâm nhập vào. Nhưng nước sôi để nguội, hàm lượng chất hữu cơ thấp hơn các loại thực phẩm như rau xanh, thịt, cá chứa, nên không bị ôi thiêu nhanh. Các thực phẩm rau, thịt, cá, nếu để ngoài môi trường, đặc biệt trời nắng như hiện nay, chỉ 5 tiếng đồng hồ là thiêu. Nhưng nước thì có thể lên đến 24 tiếng đồng hồ sau khi để nguội. Nếu nấu nước sôi để nguội bằng nước máy đã khử trùng, thì thời gian gây ôi thiêu có thể lâu hơn vì nước máy ít vi sinh vật, trứng dùng, ít chất hữu cơ để làm thức ăn cho vi khuẩn. Để nhận biết nước đun sôi bị thiêu, bạn có thể cảm nhận bằng mùi vị như các thực phẩm khác. Nhưng theo Phó Giáo sư Thịnh, nước an toàn nhất vẫn là 24 giờ sau khi nấu. Còn thông tin để nguội sau 2 tiếng nhiễm độc là không đúng, bởi vi khuẩn xâm nhập vào nước đun sôi để phát sinh vi sinh vật gây độc cho con người cần nhiều thời gian chứ không phải 2 tiếng. Nhược điểm của nước đun sôi để nguội và nước qua máy lọc. Theo Phó Giáo sư Thịnh, hiện nay có nhiều công nghệ lọc nước và người dân mua về lọc uống thay vì đun sôi, làm chín nước bằng nhiệt như trước. Mỗi biện pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng cân nhắc về mặt thực phẩm, nước đun sôi để nguội vẫn tốt hơn. Nguồn nước đun sôi để nguội, nếu không an toàn, có thể nhiễm các ion kim loại nặng như chì, thủy ngân. Khi nấu lên, không tốt cho cơ thể. Hơn nữa, khi nấu sôi bằng nhiệt, oxy trong nước giảm đi, uống vào có thể gây đầy bụng. Phó Giáo sư Thịnh giải thích, bởi vì trong hệ thống đường ruột của chúng ta luôn có lớp vi sinh vật hoạt động giúp cho hệ tiêu hóa và chúng tồn tại được nhờ vào lượng oxy từ nước và thức ăn khác. Khi nước đun sôi bị bốc hơi, oxy bị bay đi, uống nước đó làm cho vi sinh vật không có oxy và chết đi gây đầy bụng. Do đó,
Nên nấu xong, để nguội tầm 1-2 tiếng sau để oxy trong không khí bão hòa vào nước đó, khi đó uống là tốt nhất. Còn với nước lọc RO, Phó Giáo sư Thịnh cho biết, đây là lọc qua các hệ thống màng lọc để loại bỏ các vi khuẩn, chất rắn, các ion kim loại nặng. Nhược điểm của nước lọc RO là quá tinh khiết, không còn tự nhiên nữa. Cơ thể con người cần lượng khoáng chất cần thiết để hoạt động thông qua việc uống nước hàng ngày. Nhưng khi ta sử dụng nước lọc thì lượng khoáng này đã bị loại bỏ, gây nên tình trạng thiếu các khoáng chất cho cơ thể như sắt, kẽm. Nếu lạm dụng sử dụng bằng nước RO từ nước uống đến nước nấu nướng thì trong thời gian ngắn chúng ta mắc bệnh thiếu vi chất, thiếu khoáng chất, thiếu cân bằng điện giải. Sử dụng nước nào cũng có ưu và nhược điểm của nó, nhưng Phó Giáo sư Thịnh cho biết, người dân vẫn theo truyền thống nấu nước để nguội uống và lý tưởng nhất vẫn là nguồn nước an toàn đun sôi để nguội uống trong ngày như các thực phẩm khác. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Ghê rợn những căn bệnh đáng sợ từ việc ăn thịt chó. Rất ít người nghĩ đến việc đằng sau những món ăn được chế biến từ thịt chó đầy sức hấp dẫn kia là hàng ngàn nguy cơ rất kinh khủng cho sức khỏe. Những ngày qua, người tiêu dùng vẫn chưa khỏi bàng hoàng trước sự phù phép thịt lợn chết, hôi thối thả trôi nổi trên sông được mang về chế biến thành lợn đặc sản ở Vĩnh Phúc. Thì chiều ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Huế lại phát hiện hàng loạt hàng lậu cùng với hơn 3 tạ thịt chó đã bốc mùi hôi thối, nổi mốc, đang vận chuyển vào thành phố làm mồi nhậu. Theo đó, lực lượng cảnh sát kinh tế kiểm tra xe khách 51B02179 tuyến Sài Gòn Hà Nội do tài xế là ông Lê Văn Đoán, sinh năm 1974, trú tại Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội vận chuyển thì phát hiện trên xe có chứa 3 bao tải quần áo vải có trọng lượng 250kg, 114 con ống nhựa, máy móc, thiết bị và phụ tùng các loại không có hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra, phát hiện có 3 thùng hàng bên trong có hơn 3 tạ thịt chó, nguyên con, chưa qua kiểm dịch, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối. Như chúng ta đã biết, thịt chó là món ăn truyền thống của người Việt. Vào dịp cuối năm, loại thực phẩm này được tiêu thụ ngày càng lớn. Do đó, việc trà trộn thịt chó dài, chó chưa được kiểm dịch, chó ôi thối là rất dễ xảy ra, gây ra những bệnh nguy hiểm cho con người. Thịt chó bán từ hàng quán thường được lấy ở nhiều nguồn, trong đó một số lượng không nhỏ là do những tay trộm chó cung cấp. Điều này có lẽ không cần phải chứng minh, vì trộm chó đang là vấn nạn ở các vùng nông thôn, kéo theo hòn lọt những hệ lụy và hiện đang là vấn đề nổi cộm của xã hội. Tuy nhiên, điều cần quan tâm là lượng chó nguyên liệu do các đối tượng này cung cấp phần lớn là được đánh bằng bã chó cực độc, khiến cho thịt chó cũng bị nhiễm một lượng độc chất không nhỏ. Loại thuốc này các đối tượng trộm chó sử dụng thường là thuốc cực độc do Trung Quốc sản xuất. Sau khi ăn vào, chó chết ngay tại chỗ và lượng thuốc độc tồn tại trong cơ thể sẽ gây nguy hại cho con người nếu ăn phải loại thịt chó này. Đã có trường hợp một bệnh nhân nam vào cấp cứu tại Viện Huyết học, truyền máu trung ương trong tình trạng chảy máu nhiều bộ phận, không thể cầm. Theo chuẩn đoán, bệnh nhân bị rối loạn đông máu nhưng lại không có tiền sử về bệnh này. Tuy nhiên, trước đó bệnh nhân đã ăn thịt chó. Các bác sĩ cho rằng con chó mà bệnh nhân ăn có thể đã bị trúng bã chó. Chính chất chống đông trong bã chó, bã chuột là nguyên nhân gián tiếp làm bệnh nhân bị ngộ độc, máu chảy không cầm được. Nguy cơ nhiễm ấu trùng sán dại chó. Theo lời kể của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Đề, nguyên chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng trường Đại học Y Hà Nội, ông từng gặp một bệnh nhân nhập viện vì có khối u khổng lồ ở phổi. Đáng sợ là trong khối u đó chứa hàng ngàn đầu sán đang ngoe ngoải. Kết quả xét nghiệm khẳng định đây là loại sán dại chó. Việc lây nhiễm sán dại chó và ấu trùng sán dại chó cực kỳ nguy hiểm. Ở mắt, chúng gây mù. Ở não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, phổi, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng.
Loại sán này có thể tìm thấy ở một số thứ nuôi, trong đó có chó. Những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó. Vì vậy, khi ăn thịt chó có ấu trùng sán, rất có thể chúng ta sẽ bị nhiễm loại sán này. Khi vào cơ thể, ấu trùng nang sán thường cấu kết thành dạng u, bướu. Khi có u, bướu đạt đến đường kính từ 1 đến 7cm, nghĩa là cơ thể bạn đang chứa trên 2 triệu đầu sán. Một con số thật kinh khủng. Khi còn ở dạng bướu, bướu này có thể tràn vào ống dẫn mật, gây ra bệnh vàng da ở người. Khi bướu vỡ, các đầu sán di chuyển lên não, lấp, thận, gan, phổi, gây ra hàng loạt bệnh như xốc xương, giòn xương, tiểu máu, đau lưng, tổn thương tủy sống, nhiệt độ cơ thể tăng giảm bất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tim tái, hôn mê. Nếu chất dịch trong bướu vào máu có thể gây sốc phản vệ. Khi bị nhiễm ấu trùng sán giả chó, người bệnh sẽ có các hiện tượng như dị ứng, mẩn ngứa, mề đay, lên cơn hen suyễn, khó thở, nấm tóc, nấm phổi. Nguy cơ xơ gan, suy thận. Theo đông y, thịt chó giàu đạm, có tính nhiệt. Ăn nhiều thịt chó thường gây nóng trong, chướng bụng, ẩm ạch, khó tiêu. Chính vì thế, nếu ăn nhiều thịt chó thì chất đạm không được tiêu hóa hết. Gan thận làm việc quá tải, dẫn đến các bệnh như gút, bệnh về gan, thận. Đã có trường hợp bệnh nhân nhập viện vì mắc bệnh xơ gan, suy thận. Sau khi tiến hành xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán là do người bệnh ăn quá nhiều thịt chó trong suốt 15 năm, dẫn đến lượng đạm không được tiêu thụ hết và gây ra bệnh. Nguy cơ nhiễm virus bệnh dạy. Đây là một nguy cơ ít người nghĩ đến nhất, nhưng lại hoàn toàn có thể xảy ra cho người ăn thịt chó. Bác tuổi trẻ từng dẫn lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, kể về một trường hợp bệnh nhân không bị chó dại cắn nhưng lại mắc bệnh dại. Nguyên nhân là vì người đó đã ăn tiết canh chó và con chó này đã mắc bệnh dại. Ngoài ra, kể cả những con chó đã được tiêm phòng, không có khả năng gây tử vong thì người thường xuyên ăn thịt chó vẫn có khả năng bị tổn hại về sức khỏe. Lý do bởi vaccine phòng dại ở chó được chích mỗi năm để tiết kiệm giá thành. Đa số vaccine dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại, sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vaccine trong thịt chó theo biểu đồ tích lũy, trong một con chó 3 đến 4 tuổi đủ sức gây yếu liệt thần kinh trung ương của người ăn theo thời gian. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Những tác dụng của lá sen khô mà bạn không thể bỏ qua. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa bệnh hiệu quả. Lá sen khô từ lâu đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc giúp chữa hiệu quả các căn bệnh nguy hiểm. Cùng tìm hiểu những công dụng của lá sen khô và cách sử dụng đúng loại lá này nhé. Lá sen là loại lá rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết lá sen khô có tác dụng gì. Từ xưa, lá sen đã được sử dụng rất nhiều với các mục đích khác nhau trong cuộc sống. Người ta dùng lá sen để ướp chè, gói xôi, bọc cốm, đun nước tắm. Ngoài ra, lá sen còn được phơi khô để sử dụng như một bài thuốc giúp chữa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Tác dụng của lá sen khô đã được nghiên cứu và khẳng định mang lại hiệu quả thực sự đối với sức khỏe. Những tác dụng của lá sen khô. 1. Trị máu hôi sau khi sinh. Máu hôi sau sinh là tình trạng sản dịch có mùi hôi khó chịu. Điều này thường khiến các sản phụ rất lo lắng. Để khắc phục, hãy sử dụng lá sen khô theo cách sau. Dùng 20-30g lá sen khô đem tán nhỏ, hòa với nước uống. Hoặc cho lá sen khô vào sắc với 200ml nước, lấy 50ml nước lá sen cô đặc, uống ngày một lần. Ngoài bài thuốc từ lá sen khô, mẹ có thể áp dụng thêm cách làm sạch sản dịch sau sinh bằng rau ngót để tăng thêm hiệu quả. 2. Trứng mất ngủ. Không chỉ hạt sen mà lá sen khô cũng có tác dụng chữa mất ngủ rất hiệu quả. Bạn chỉ cần dùng 30g lá sen khô đem hãm với nước sôi thành nước uống. Ngày uống nhiều lần thay cho nước trà sẽ có tác dụng rất hiệu quả. 3. Lá sen khô chữa bệnh sốt xuất huyết. Đây cũng là một tác dụng của lá sen khô. Để có bài thuốc chữa sốt xuất huyết từ lá sen khô,
Bạn chuẩn bị những nguyên liệu sau: lá sen khô 30g, ngó sen hạt cỏ nhỏ nồi 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g. Cho hết các nguyên liệu trên vào ấm, thêm nước sắc thành thuốc, ngày uống một thang như trên. Nếu xuất huyết nặng hơn, có thể tăng lượng lá sen lên 50-60g. Bón, chữa chảy máu cam, tiêu chảy ra máu. Lá sen khô cũng được dùng làm bài thuốc chữa chảy máu cam hay tiêu chảy ra máu hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen khô 40g, rau má 12g. Cho hai nguyên liệu này vào ấm, thêm 400ml nước sắc thành 100ml thuốc, chia làm 2 lần uống trong ngày. 5. Chữa ho, non ra máu. Để dùng lá sen khô chữa chứng ho, non ra máu, cần làm như sau. Chuẩn bị lá sen 30g, ngó sen 30g, sinh địa 30g, trắc bá 20g, ngải cứu 20g, đem thái nhỏ, phơi khô rồi sắc thành thuốc uống trong ngày. 6. Chữa đau mắt. Lá sen khô cũng được dùng để chữa đau mắt rất hiệu quả. Chuẩn bị: lá sen 10g, hoa hà 10g, hoa cúc vàng 4g. Đem các nguyên liệu này sắc với nước thành nước uống ngày 2 lần. Lá sen, hoa hà mỗi vị 10g, cúc hoa vàng 4g, sắc uống còn chữa cao huyết áp. 7. Tác dụng của lá sen khô giảm cân. Một tác dụng của lá sen khô rất được ưa chuộng đó là để giảm béo. Lá sen khô đem hãm với nước uống hàng ngày không chỉ giúp giải nhiệt cơ thể mà còn kiểm soát cân nặng rất tốt. Kết hợp uống nước lá sen khô với chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, bạn có thể giảm cân nhanh chóng. Bạn có thể tham khảo cách làm trà lá sen để thuận lợi nhất cho việc uống hàng ngày nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Công dụng của hoa 10 giờ không phải ai cũng biết. Hoa 10 giờ không chỉ đẹp, còn có rất nhiều công dụng như chữa ho, chữa bỏng nhẹ hay ghẻ lở. Chỉ cần một mồi nhỏ cắm xuống đất là đã có ngay cây cảnh quanh nhà, lại có luôn vị thuốc hay. Hoa 10 giờ nở vào 10 giờ nên thường được lấy làm tên gọi. Thuộc họ rau sam, thân thảo, mọc bò cao khoảng 10-15cm, cây và lá mọng nước. Hoa 10 giờ có nhiều màu như đỏ, hồng, vàng hay trắng với quả hình cầu. Lò hoa này thường ra vào mùa hè, thu. Màu sắc vô cùng rực rỡ, bắt mắt nên hay được trồng quanh nhà để làm cảnh. Nhưng ít ai biết, ngoài mang vẻ đẹp đặc trưng, hoa 10 giờ còn có thể chữa bệnh, chữa bỏng. Theo đông y, hoa 10 giờ vị chua, tính bình, tác dụng hoạt huyết, giảm rát họng, tiêu viêm, tiêu sưng. Các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc, đặc biệt cho các trường hợp viêm họng, bỏng hay ghẻ ngứa cực hiệu quả. 1. Chữa viêm họng. Nếu bạn đang khó chịu vì chứng viêm họng, hãy thử bài thuốc từ hoa 10 giờ xem sao nhé. Nguyên liệu: 100g hoa 10 giờ, 10g lá cây rẽ quạt, 100ml nước sôi còn nóng. Cách dùng: hoa 10 giờ và lá cây rẽ quạt rửa sạch, giã nhỏ, cho nước sôi vào hòa đều rồi chắc lấy nước. Lấy nước, ngậm đều mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục trong vòng 3-5 ngày sẽ thấy ngay hiệu quả tốt. 2. Chữa bỏng nhẹ. Khi bị bỏng, việc đầu tiên bạn cần làm là ngâm ngay vết thương vào nước mát. Sau đó hái nắm cây hoa 10 giờ, không kể liều lượng, đem rửa sạch, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương. Lưu ý, vừa đắp vừa rửa ra liên tục cho mát. Khi nắm lá ấm dần lên, không còn mát thì thay nắm khác, thay liên tục cho đến khi vết bỏng không còn nóng rát. Đối với vết thương nhẹ, chỗ da bị bỏng sẽ hồi sinh bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Đối với các vết bỏng sâu như bỏng thép thì chỗ da bỏng sẽ khô đi, nhưng không phồng hay đau rát. Dần dần, lớp da mới phát triển rồi lớp bỏng tự bong ra. 3. Chữa ghẻ, lở, ngứa hiệu quả. Đây là bài thuốc dân gian chữa ghẻ lở hay ngứa rất hiệu quả, giúp làm lành vết lở lét và giảm ngứa nhanh chóng. Dưới đây là hai bài thuốc chữa ghẻ lở, ngứa được lưu truyền. Bài thuốc số 1. Nguyên liệu: 100g thân, lá hoa 10 giờ,
100g lá rau sam, 100g lá xoan tươi. Cách dùng: lấy hoa 10 giờ, lá rau sam, lá xoan tươi rửa sạch, giã nát rồi vắt lấy nước. Ngày 2 đến 3 lần, lấy hỗn hợp này bôi vào vùng tổn thương. Kiên trì bôi liên tục khoảng 1 tuần là thấy ngay hiệu quả. Bài thuốc số 2. Nguyên liệu: 50g thân, lá hoa 10 giờ, 30g lá táo, 2g muối ăn. Cách dùng: cho 2 loại lá cùng muối đem giã nhỏ, lấy bã đắp vào vết kẽ lửa. Mỗi ngày thực hiện đắp thuốc 2 lần, kiên trì liên tục trong vòng 3 đến 5 ngày là tình trạng bệnh cải thiện ngay. Không lâu vết thương sẽ lành hẳn. Bạn thấy không, hoa 10 giờ không chỉ đẹp để làm cảnh, lò hoa này còn có thể chữa bỏng nhẹ cực hiệu quả, chữa gãy lửa, gãy ngứa nhanh chóng. Để trồng hoa 10 giờ cũng cực đơn giản. Mùa hè chỉ cần ngắt một đoạn thân cây hoa 10 giờ dài khoảng 15cm, dăm vào đất ẩm một thời gian thôi là cây sống và phát triển nhanh chóng. Trồng ngay lò hoa này quanh nhà không chỉ tăng thêm vẻ đẹp ngôi nhà, còn chữa bệnh. Thật tuyệt phải không nào? Lưu lại và say đến mọi người về công dụng của hoa 10 giờ, không phải ai cũng biết này nha. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Năm công dụng tuyệt vời của lá chanh đối với sức khỏe. Theo đông y, lá chanh có vị cay ngọt, tính on, có tác dụng hòa đàm, trị khoái, sát khuẩn và tiêu đờm. Lá chanh có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. 1. Chữa ho do lạnh. Những trường hợp bị ho do lạnh có thể được chữa bằng lá chanh. Bạn cần chuẩn bị: lá chanh tươi 5g, gừng tươi 3g, sau đó rửa sạch tất cả các nguyên liệu. Thái gừng thành lát mỏng và sắc với 400ml nước còn 100ml. Khi uống nước này, bạn có thể cho thêm ít đường. Dùng hỗn hợp này trong 3 đến 5 ngày, bạn sẽ thấy kết quả rõ ràng. 2. Cảm sốt không ra mồ hôi. Những người bị cảm sốt không ra mồ hôi có thể dùng lá chanh khô 30g hoặc lá chanh tươi 10g, sắc lấy nước để uống trong ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng kết hợp với các loại thảo dược khác theo công thức: lá chanh 20g, lá cúc tần 15g, lá bưởi 5g, vỏ quýt 10g, sắc uống trong ngày. Bạn cần dùng vị thuốc dân gian này trong 2 đến 3 ngày. 3. Hỗ trợ điều trị hen phế quản. Những người bị hen phế quản có thể dùng bài thuốc dân gian trị hen từ lá chanh trong khoảng 10 ngày. Theo đông y, bạn cần chuẩn bị: lá chanh khô 35g, dây tơ hồng 15g, tất cả xào vàng, sắc với 3 bát nước, lấy 1 bát, ngày uống 2 đến 3 lần. 4. Giảm sưng đau do mụn nhọt, chưa có mủ. Lá chanh có tác dụng diệt khuẩn, tiêu đờm nên giúp giảm sưng đau do mụn nhọt hiệu quả. Bài thuốc giảm sưng đau do mụn nhọt có công thức: lá chanh 10g, lá cây tầm xong 8g, tinh tre 10g. Bạn cần phơi khô, tán bột các loại nguyên liệu này rồi rắc lên nơi tổn thương có mụn nhọt và băng lại trong khoảng 8 đến 10 phút, ngày áp dụng 2 lần. 5. Mát gan. Theo dân gian, lá chanh có tính on nên giúp mát gan. Bạn cần chuẩn bị lá chanh, lá gai, lá cối xay, các vị đều khô, mỗi vị 12g. Sau đó sắc với 3 bát nước còn 1 bát, chia uống 2 lần trên ngày. Nên uống sau bữa ăn, sáng và tối, thực hiện trong 15 ngày. 6. Nước sông giúp giải cảm, nhức đầu. Bạn có thể giải cảm, nhức đầu bằng vị thuốc dân gian. Trong đó có bài thuốc lá chanh kết hợp với lá bưởi, hương nhu, cúc tần, lá tre, mỗi vị 50g, bạc hà 20g, xả 2 củ, tỏi 3 nhánh. Tất cả rửa sạch, nấu nước xong cho ra mồ hôi. Phương thuốc này giúp kích thích mồ hôi tiết ra, giảm nhức đầu và giải cảm hiệu quả.